Ngày hôm nay, Tinh của Lô sẽ ăn cắp 20 phút của bạn để nói về Guardians of the Galaxy 3. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lộn Cái Bàn, buổi talk show mỗi chủ nhật để nói ra những quan điểm của chúng tôi, thứ mà không ai hỏi. Và trước khi bắt đầu thì video này được mang đến bởi Chùm Cuối và Chùm Figure, nơi mà chúng tôi bán đủ các loại áo từ game, phim, anime, meme, cùng với đó là đủ các loại figure, Chainsaw Man, Weeboo, các thứ. Thêm vào nữa, chúng tôi có người chơi Lego và Chùm Sticker, nơi chúng tôi bán, đoán xem, Lego và sticker, để các bạn có thể dán vào mông, dán vào mặt, dán vào đâu cũng được. Trong phần trước, chúng ta đã nói về việc Marvel không còn hay nữa. Nếu bạn đã quên thì chúng tôi có nói rằng là chỉ biết hy vọng rằng các phần phim tiếp theo, cụ thể là Guardians of the Galaxy và The Marvel sẽ làm nên cơm nên cháo. Và bạn biết gì không? Nó nên bánh các mẹ nó trưng luôn. Hoặc ít nhất là Guardians of the Galaxy phần 3 như thế. Vệ binh giải ngân đủ phần 3 tóm gọn thì là nói về một nhóm những chiến binh nhiều kinh nghiệm trận mạc, chiến đấu với một ông ít giao tiếp với xã hội và không ai yêu cả. Một cuộc chiến khá là mất mặt nếu bạn hỏi tôi. Qua đó thì bộ phim cũng hé lộ nguồn gốc sức mạnh và nguồn gốc xuất xứ của Rocket, chắc chắn là không phải Trung Quốc, thứ mà nhiều người hâm mộ chờ đón. Bạn thấy Peter Parker đã đủ thảm hại ư? Bạn thấy Batman mồ côi ư? Bộ phim này sẽ khiến bạn khóc vì một con gấu mèo, cảm động chưa? Ngoài ra thì phim này cũng sẽ là cái kết cho đội vệ binh giải ngân hà theo như Marvel cho biết. Cùng với đó thì nhiều diễn viên cũng hết hợp đồng với Marvel, đồng nghĩa với việc là MCU phải tìm cách giải quyết những nhân vật của họ trong phim. Và dựa vào những thông tin này thì mọi người đều đoán rằng có thể Rocket và một vài nhân vật khác sẽ bỏ mạng. Nghe phim có người chết phát cảm giác phim có chiều sâu ngay. Phim này không dành cho trẻ con nữa. Đặc biệt nhân vật chính của phim này là hai Evolutionary, một kẻ bị ám ảnh bởi sự tiến hóa. Theo những gì đã biết thì thanh niên này nắm giữ nhiều công nghệ tối tân trong tay và dưới quyền hắn là những chủng tộc siêu việt do chính hắn tạo ra. Và khi tôi nói siêu việt thì không phải là Việt có siêu sức mạnh. Và thanh niên này thì có khả năng là xóa sổ cả một cái nền văn minh nếu mà hắn thấy hôm nay thời tiết không đẹp. Vậy thì gánh chiếc giải ngân hà sẽ phải làm gì để chống lại? Hãy ra rạp để theo dõi và tôi khuyên rằng là nên làm vậy bởi vì đây là một bộ phim hay, xứng đáng tiền vé, hứa. Theo nhiều người nói thì Guardians of the Galaxy này có thể coi là một bộ phim siêu anh hùng hay, thậm chí là hay hơn cả Endgame. Thì ông có nghĩ nó hay hơn Endgame không? Tôi nghĩ là để mà đánh giá thành công của một bộ phim thì nó sẽ có hai tiêu chí. Một là doanh thu cao. Doanh thu cao chứng tỏ là nhiều người xem đúng không? Nhiều người xem tức là cái nội dung này được nhiều người quan tâm đúng không? Nhưng mà cái đấy nó không phải là chỉ ông, là phim hay không? Ai? NTN. Đấy là lý do mà chúng ta có cả tiêu chí thứ hai, đấy là bộ phim nó có hay hay không? Hay như thế nào thì sẽ là cảm nhận mỗi người thôi. Mình cảm thấy nó hay thì là nó hay, nó là cảm xúc của mình mà. Còn doanh thu thì cũng được phản ánh của nhiều cái nữa. Nó kiểu như là có thể marketing này, tạo sự mong chờ cho khán giả các thứ này. Nếu mà đánh giá trên tiêu chí doanh thu thì dĩ nhiên là Endgame này đạt. Sao biết? Không thể nào mà cái phim đã sập đâu. Không thể nào mà một cái phim như kiểu Endgame mà lại thua lại Guardians of the Galaxy về mặt doanh thu được. Cao. Cả bất cứ cái gì. Bây giờ mà ông thua nhá thì ông phải khen tóc Giang Lê. Còn tôi thua thì sao? Bất cứ cái gì trừ cái việc khen tóc Giang Lê. Thì đấy. Còn phim hay không là cảm xúc mỗi người. Cảm xúc của tôi là hay hơn Endgame. Nói nữa mà cảm xúc của tôi như cái... Nhưng mà phim này nó cảm xúc thật, nó không đến nỗi kiểu Titanic nhá. Nhưng mà cũng cảm xúc phết. Nửa năm trước ấy, tôi mất một con mèo mà tôi vẫn chưa vượt qua lắm. Nên là bây giờ mà tôi thấy cái gì nhiều lông bị đau đớn tôi sẽ cảm thấy thương. Nói với mẹ ông tôi đấy nhá, không phải tôi khóc vì sợ đâu. Mong giúp. Nhưng mà nhìn chung là một bộ phim mà nhấn mạnh là phim siêu anh hùng nhá. Mà nó làm mình khóc này, nó làm mình cười được này, nó làm mình phải vỗ tay khi mà phim kết thúc này, thì tôi coi đấy là hay rồi. Dựa theo tiêu chí đấy thì Vệ binh 3 là một cái phim hay. Chứ còn đâu mình như nào? Thế với tôi thì ở cái thời điểm này dạy tôi bị nhiều việc, tôi bị nạp nhiều thông tin vào người quá ấy. Thế là cũng không có quá cái gì quá làm tôi hứng thú và làm tôi kiểu hứng khởi ấy. Thế là trong lúc tôi ngồi tôi xem phim ấy, thì tôi thấy tận hưởng cái quá trình mà phim được đưa đến với tôi qua từng tình tiết luôn. Và cái phim nó đưa ra cái kết khá là ổn cho cả cái đội vệ binh này. Tôi nghĩ là cái sự thay đổi này thì có lẽ cũng là cần thiết để chuẩn bị cho tương lai, và đồng thời cũng không khiến người xem là tôi bị khó chịu vì nó đã giới thiệu tốt cái nhân vật mới này. Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ bảo rằng là những nhân vật mới đang bị thiếu đất diễn ấy. Nhưng mà cá nhân tôi thấy nhá, rằng là họ đã được đủ đất diễn rồi và họ đã nổi bật theo cách của họ, giống kiểu như là Adam Warlock chẳng hạn. Adam Warlock 2 đấy. Thời lượng xuất hiện vừa đủ đúng không? Nhưng mà ấn tượng mạnh với trưởng, đây Linh vừa nhắc đến phát cười luôn. Và backstory là gì thì đều được giới thiệu đủ hết. Mà đấy, như kiểu ông vừa nói là mình xem mình không có bị bội thực thông tin ấy. Nghĩa là mình xem thì mình cứ xem thôi, mình tận hưởng cái quá trình mình xem. Nó được đưa đến rất là thoải mái tự nhiên ấy, không bị bội thực thông tin, không kiểu mẹ thằng này là ABCXYZ xong rồi gì đấy, khó nhớ, không quan tâm. Và khi tôi nghĩ là người xem đã cảm thấy là thoải mái rồi, đã thích thú khi mà xem cái nhân vật này rồi thì nó sẽ là cái tiền đề tốt để mà người ta theo dõi nhân vật đấy trong những phần phim khác. Ông đang nói về Adam Warlock đúng không? Ok. Tôi nghĩ là cái lý do mà phim này làm tôi thấy hay thế, thấy phê thế, thấy cực phê là James Gunn. Phần lớn là công của ông này. Tôi nghe bảo là cái ông này kiểu không để ai can thiệp bất cứ cái gì
vào kịch bản của mình cả, kể cả khâu ghi hình, khâu âm thanh các thứ này là James Gunn nhúng tay vào hết luôn. James Gunn có một cái tài ấy, là những cái chi tiết hài hước của ông ấy hoặc là kể chuyện của ông ấy thì rất là tự nhiên và nó tạo ra được cái những tình huống rất tự nhiên. kiểu cái gu hài hước rất là có thể là nhắc đến hài hước thì nhiều người sẽ nhăn mặt, nhưng mà tôi có thể cam đoan là cái phim này nó không bị hài nhố, hài nhảm hoặc là hài sai chỗ như nhiều người đang nghĩ về phim Marvel. Thực ra là với tôi thì phim Marvel chưa bao giờ là hài nhảm cái, nó chỉ là đôi khi không cần thiết lắm nhưng mà nó vẫn vui, tôi lúc nào tôi cũng cười. Và cái vệ binh giải ngân hà thì nó vốn được xây dựng là những con người mang tính chất hài hước từ bản chất ấy. Những con người này thì cái hài của họ lại là hài sâu cay cơ, tại vì ai trong đội vệ binh này cũng có một quá khứ buồn, quá khứ đau khổ ấy. Và những người mà có quá khứ đau khổ ấy, thì thường cái hài của họ mang tính sâu cay hơn, thâm hơn, như kiểu ông chẳng hạn. Nó sẽ không bị kiểu là những nhân vật ngầu lòi hầm hố xong rồi phun ra mấy câu ngu ngu gợ gạo để gây cười. Tức là kiểu thó bốn. Nó không bị thó bốn. Thứ hai là James Gunn thì đáng ra là không được nắm vai trò chủ chốt trong vệ binh 3 đâu. Nhưng mà may là điều này không xảy ra. Cụ thể là vào năm 2018 thì thời điểm mà vệ binh 3 được James Gunn lên ý tưởng ấy, được một năm rồi, thì cũng một vài dòng tweet gây tranh cãi liên quan đến trẻ con trong quá khứ đã khiến ông bị Disney sa thải khỏi ghế đạo diễn vệ binh 3. Đó, Disney mà, cái gì liên quan đến trẻ con thì rất là nhạy cảm. Nhưng mà quyết định này đã vấp phải nhiều ý kiến không đồng tình của nhiều người nổi tiếng cũng như là người hâm mộ. Thế là Disney phải suy nghĩ lại và chúng ta có vệ binh 3 được ra rạp với chất lượng bảo chứng bởi chính James Gunn. Nhưng mà theo tôi thấy thì có phải là mấy phim gần đây của James Gunn ông ấy chọn những cái nhóm hoặc là nhân vật không quá nổi tiếng trong comic nhỉ? Thường người ta sẽ nhăm nhe những cái vai như là Superman này, rồi Batman này, Avengers này, Iron Man, Hulk khủng gì đấy để mà bảo chứng doanh thu ấy. Người ta chưa cần biết là phim có hay hay không, đã có nhân vật này là chắc chắn là sẽ là phim mình muốn xem rồi, có fan dạp rồi. Nhưng mà James Gunn là kiểu vệ binh giải ngân hà, Peacemaker, sinh hùng hạng C, hạng D, tớ chọn cậu. Đấy là một cái hay nữa của James Gunn, là James Gunn đưa được những anh hùng hạng C, hạng D vốn được coi là kiểu yếu xìu, chả ai quan tâm, trở thành những ngôi sao. Tao không cần bảo chứng, tao là bảo chứng. Và những cái quy mô cuộc chiến của những nhân vật này ấy, thì sẽ không, dĩ nhiên là không thể sánh ngang với Infinity War này. Nhưng mà kể cả thế thì những cảnh hành động trong phim tôi thấy là được xây dựng rất là tuyệt vời. Sắp xếp bố cục bên đạo hành động này, rồi là lồng ghép âm thanh này, xịn này, đi xem cực kỳ hợp ví. Nhưng mà để hợp lý hơn thì đây là vài thông tin về những chuyện đã xảy ra trước câu chuyện trong phim này. Ngoài việc là vệ binh giải ngân hà vốn là những nghệ sĩ hài nhân dân với công việc part time là bảo vệ vũ trụ, câu chuyện trong vệ binh giải ngân hà 3 được đặt mốc thời gian sau Guardians of the Galaxy Holiday Special, một bộ phim ngắn mà trong đó thì sau khi chia tay Thor ở Thor 4 thì đội vệ binh đã mua lại thành phố tội phạm Nowhere để làm căn cứ hoạt động cũng như là ổn định cuộc sống sau trận chiến với Thanos. Và trong phim này thì còn chính thức xác nhận là Peter và Mantis là hai anh em cùng cha khác mẹ, và giới thiệu một nhân vật mới là chú chó Cosmo the Space Dog. Peter và cả Mantis là anh em cùng cha khác mẹ? Thưa đến lúc tôi xem phim tôi mới kiểu thế à? Đấy là một cái điểm để chê đúng không? Bởi vì đây vẫn là một phần trong những cái series anh hùng của Marvel ấy. Và rằng là nếu mà ai không theo dõi MCU từ trước thì sẽ không biết rằng là những cái chi tiết được kể ra trong phim, ví dụ như là đấy, hai người đấy là anh em với nhau và cả mối quan hệ giữa Gamora và Peter này, họ sẽ không hiểu được nữa. Tôi thấy là cái khuyết điểm này thì nó không thể tránh khỏi rồi. Nhưng mà kể cả thế thì cái Vệ binh 3 vẫn là một bộ phim khá tốt khi mà đứng riêng lẻ. Tôi nghĩ là chỉ có hơi khó hiểu. Tôi nghĩ là có thể có một vài người sẽ khó hiểu về mối quan hệ của Peter và Gamora nếu mà người ta không theo dõi các phim trước thôi. Nhưng mà ở vị trí là một người xem phim cơ bản bị như tôi ấy, tôi thấy là Peter và Mantis là chị em à? Chắc là nó nói ở đâu đấy trước rồi. Thế là tôi auto, tôi chấp nhận cái fact đấy luôn ấy, tôi cũng chả thắc mắc gì đâu. Và nếu mà tôi thấy là Peter và Gamora ghét nhau và họ nói là cái người mày yêu hồi trước đã chết rồi, tao không phải người đấy, thì tôi sẽ tự động hiểu là hóa ra là trước là hai người yêu nhau xong rồi đứa chết và bây giờ đứa này đứa mới. Với cả tại bên giải ngân hà 3 đúng không, ai mà biết. Đúng rồi, thì kiểu tôi nghĩ rằng cơ bản sẽ nghĩ rằng là đấy chắc chắc là trong chắc có rồi, chắc có rồi, thì nó tự động là nó có ý nghĩa. Tôi cảm giác là cái phim này đã làm được cái điều mà nó cần làm này, bao gồm là giải quyết cái kết cho đội vệ binh này và câu chuyện của Rocket này, rồi là giới thiệu nhân vật mới và xử lý phản diện là hai evolutionary. Và cái điều hay là nó làm được tất cả những cái điều đấy một cách cực kỳ mượt mà, kiểu xem không phải là đoạn này chắc là cố nhét vào để giải quyết vấn đề này, mọi thứ được cho vào rất là ăn khớp với nhau, xem không bị cấn gì cả. Và nó không phải là một kiểu si hút phiên bản điện ảnh. Với cả biết cái gì hay nữa không, nhân vật phản diện tôi tưởng mạnh mẽ không. Kiểu nhân vật phản diện là này tôi cảm thấy là đao to búa lớn phết nhá, kiểu hai evolutionary nghe tên rất là đấy,
nhân vật đấy là một cái kẻ bị ám ảnh bởi cái việc tạo ra một cái giống loài hoàn hảo này, một cái xã hội hoàn hảo trong một cái thế giới hoàn hảo này. Tên này ngoài cái công nghệ tối tân này, rồi đội quân lai tạo này và cái sự máu lạnh ra thì lại còn có cả một cái quá khứ với cả Rocket. Tôi thích điều đấy. Đánh bại cái tên này nó không chỉ là vì đại nghĩa chung mà nó còn vì tư thù nữa. Ở cái đấy có khi hay hơn nhé. Ừ, chứ không phải là kiểu một nhóm anh hùng xong đến đây xong thấy một đám kia, ôi tao phải cứu động vật. Ừ, tao phải cứu động vật, tao phải cứu mẹ Việt. Đúng không? Nghĩa là kiểu tao ghét mày, tao bảo tao bắn chết mày. Nói chung là nó không bị kiểu typical manga shit ấy, kiểu hảo hán đi đường nói chuyện bất bình là ra tay tương trợ ấy, mà cái này là có tư thù luôn và biết rằng là phải giải quyết cái này để mà move on, để mà sống tiếp. Tôi thấy nhiều người bảo là cái phần combat ở cuối nó hơi bị hụt hơi, tại vì những cái thứ xây dựng trước thì phải có một cái thực sự đã mắt đã tai hơn. Nhiều về tôi thì tôi thấy trọn vẹn rồi. Các bạn là cái thằng hai evolutionary này thì cũng không phải là siêu chiến binh lắm ấy, nghĩa là có mỗi cái sức mạnh là điều khiển trọng lực và da mặt không ổn định và cần rất nhiều skin care, cũng không phải đấm đá như là Thanos hay Kang được, mà là chỉ là một ông già nghịch máy móc quá nhiều và không quen với việc bị chống đối thôi. Và cái khác nữa là hai evolutionary cả trong comic lẫn trong MCU thì đều không phải là đóng vai trò phản diện tương đương như Thanos hoặc Kang, mà chỉ là một cái phản diện bình thường thôi. Kang còn bị người kia đánh bại thì cha này bị vệ binh đánh bại là một chuyện bình thường ấy. Tôi có một câu hỏi là thằng cha này mượn dưỡng ra mặt thì có dùng si đánh giày không? Vì sao? Vì đen à? Ý tiếp theo tôi muốn nói là phim này có kỹ xảo đẹp. Sau quá nhiều lần bị chê khi mà kịch bản đi xuống, xong chất lượng hình ảnh đi xuống ấy, thì vệ binh 3 nó không thực sự khác đến thế, nhưng mà nó cũng đã khác. Cảm giác những phim này so với Black Panther thì như hai đội VFX khác nhau. Ăn đứt là cái chắc luôn. Những cảnh hành động đánh đấm thì chắc chắn là James Gunn đúng tay nhiều. Xem sướng cực, nhất là cảnh trong hành lang, mặc dù là nó dọn clip thôi nhưng mà phê phết. Hành lang kiểu tôi không hiểu sao nó phải làm hay thế. Nhưng mà thật sự là đánh trùng cuối thì không hay như thế được. Đánh trùng cuối thì phải kiểu đứng nhìn nhau xong rồi gằn giọng xong rồi la hét kiểu thế. Mặc dù phần lớn thời lượng phim là những cảnh đánh nhau nhưng mà tôi thấy là những cảnh đánh nhau này nó không đồng đều lắm. Bởi vì là cảnh sau đến cảnh trước. Những cảnh hành động nó đã vốn dĩ đủ kịch tính rồi, nhưng mà đây á, nó còn được thêm những quả quay one shot này, gấp đôi kịch tính. Và tôi thấy một điểm cộng khác nữa là như mọi cái phần phim Guardians of the Galaxy khác thì âm nhạc của phim này được xây dựng rất là ổn. Mà nó thế thì không đúng lắm. Tôi gọi là cách mà đưa bài nhạc vào ấy, cảm giác được xem bài nhạc được mở lên, được xem bài nhạc được mở lên nhá. Sướng vãi trưởng, kiểu bình thường người ta chỉ hình chạy đấy xong rồi nhét nhạc vào vô thưởng vô phạt, nhiều khi nhạc còn chẳng liên quan với phim cơ, kiểu phim đi đường phim, nhạc đi đường nhạc. Nhưng mà James Gunn thì thực sự có tư duy lồng nhạc rất là đỉnh cao, chứ không phải là cứ đoạn này buồn buồn thế là chèn bướng nhạc buồn buồn vào, xong rồi đoạn này có gì đấy hơi lỡ cỡ một tí thì bắt đầu là oh no vào. Còn về chất lượng soundtrack thì nhạc cũng hay, nhưng mà không đến mức để mà mấy thằng tai trâu như là tôi cảm thấy là phải wow lên ấy. Như Linh ấy. Theo tôi biết ý, thì toàn bộ tiền đổ vào âm nhạc cho phim này được lấy từ Black Panther 2. Và đấy là lý do mà nhạc của Black Panther 2 như cứt. Một cái mà tôi thích nữa ý, là cái cách mà James Gunn mở hướng đi cho các nhân vật đi ra khỏi âm nhạc rồi nhá. Các nhân vật cũ ý, thì được xử lý tốt này, và nhân vật mới thì đủ đất diễn và đều đủ thú vị để làm tiền đề cho những lần xuất hiện tiếp theo. Mặc dù đã có một chút thay đổi so với nguyên tác, fan hay gọi là power nerf ý, để mà cân bằng game một tí. Ví dụ như là Adam Warlock trong truyện thì là một thực thể hoàn hảo, xong rồi là sở hữu trí tuệ, thông minh, sức mạnh, nhiều lần đánh bại Thanos. Còn Adam Warlock trên phim là kiểu khoan, mỗi người được đánh bại Thanos cơ. Ồ, phải lên phim kiểu vẫn hài như thế. Và tôi thấy đấy là một cách cực kỳ thông minh để xử lý tình huống nhé. Nghĩa là ông James Gunn ông ấy đưa cho một diễn viên như này, và ông ấy không cố ép cái diễn viên đấy theo cách mà diễn viên đấy không phải, mà ông ấy vận dụng nội tại của ông Will Poulter ấy và kiểu gộp hai nhân vật vào với nhau và tạo ra một phiên bản kiểu cực kỳ hoàn hảo và khán giả cực kỳ yêu thích ấy, hoặc là ít nhất là với tôi. Tôi thấy những cái đoạn mà ông ấy xuất hiện kiểu hay lắm, gây cười xuất sắc vãi trưởng. Cả dạp kiểu chả có ai phàn nàn gì được ý. Và kể cả khi ra khỏi dạp chả có ai phàn nàn về ông này, hay thậm chí là về cả bộ phim luôn. Một bộ phim nhá, siêu anh hùng nhá, mà lại còn là siêu anh hùng hạng C, hạng D nữa, mà lại xây dựng được đến thế này thì đúng là quá là hay rồi. Tôi ra khỏi dạp chả thấy ai xì xầm chê bai cái gì ở phim này được cả. Chỉ có một hai người bảo rằng Phase 5 có vẻ sáng hơn tí so với Phase 4. So với những gì mà mình đã được cho mồm từ những cái trước đến giờ ấy, thì đúng là cái phim này nó là một cái sự kiểu palette cleanser ấy. Nghĩa là nó rửa sạch khẩu vị của ông ấy, đúng không? Nó đánh tan hết những cái bẩn bựa đi, và nó cho ông một cái sự tươi mới hơn để ông sẵn sàng ăn những cái mới hơn. Đánh giá cả cái Phase 5 bây giờ ấy thì nó hơi kỳ tại vì mới có hai phim ra mắt. Nhưng mà tôi nghĩ là Phase này, tôi hy vọng là Phase này sẽ có nhiều phim hay hơn Phase 4. Mặc dù nó mở màn bằng Ant-Man 3 và vẫn có nhiều tranh cãi, nhưng mà ít ra thì vẫn đỡ hơn Thor 4. Nhận xét dự đoán những phim trong Phase 5 thì kể cả phim chiếu rạp này và TV series thì tôi đều khá kỳ vọng. Sắp tới chúng ta có The Marvels này,
Mà vui thôi. Nhưng mà Captain America New World Order này, nói về Falcon cầm khế Bucky này, xong rồi là Thunderbolts thì giống kiểu Suicide Squad nhưng mà của Marvel này, Blade nói về thợ săn ma cà rồng này. Blade thì đợt trước tôi có đọc kịch bản recap rồi ấy. Chả biết nhân vật này có đánh nhau với Kang nữa không ấy. Vẫn là cái câu chuyện rằng là đưa nhân vật vào mà chả biết để làm gì. Hôm trước bảo là phải chờ Guardians 3 với cả The Marvels mấy phim sau nữa thì mới nhận định được. Nhưng mà giờ tôi cảm giác là cách làm phim của James Gunn nó bị khác hoàn toàn so với phần còn lại của Marvel rồi. Guardians thì không có gì để chê cả, nhưng mà The Marvels thì chả biết phải kỳ vọng cái gì. Và tôi không có hứng thú với cả Falcon này vì nhân vật này từ đầu mình vẫn hay mà. Tôi nghĩ là tôi sẽ muốn xem một con chim đen bay. Thunderbolts thì không thể nào mà có Margot Robbie mà làm Harley Quinn được này. Blade thì đấy, định dùng tỏi đánh nhau với Kang à. Thì tôi nghĩ là khuyên mọi người đi xem Vệ Binh còn được, còn với phim kia thì chờ sau. Tình huống tệ nhất là chúng ta tốn 120.000 để những người khác không phải xem đúng không? Thì chốt lại thì Vệ Binh 3 có đáng xem không? Có. Các phim tiếp theo của Marvel có đáng mong chờ không? Tùy, với tôi thì tôi mong chờ Phase 6 hơn, bởi vì nó kiểu còn nó có Loki 2. Với tôi thì tôi chẳng quan tâm lắm, có thì xem. Mọi người thấy hay thì xem, mà mọi người không bảo không hay thì thôi, tôi không xem, tôi xem cái khác. Các bạn nghĩ sao về Guardians of the Galaxy 3 và về các phần phim mới của Marvel? Và các bạn muốn chúng tôi lộn cái bàn về chủ đề gì tiếp theo thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Đây là tôi và đây là Linh, đúng không? Đây là Lôi và đây là Tinh. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.